Chào mừng tất cả các anh, các chị, các bác đã trở lại với kênh mua bán ô tô Huyền Kim Luxury Car Hải Dương. Và buổi tối ngày hôm nay thì em lại xin phép lên sóng cập nhật rất là nhiều các mẫu xe đẹp đang được chào bán tại showroom 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình. Mấy hôm vừa rồi, một tuần vừa rồi em ốm nên là không lên sóng live trực tiếp được. Thì các bác, anh, các chị hết sức thông cảm nhé. Hôm nay đỡ một chút thì em tranh thủ lên sóng báo giá cập nhật cho anh chị, bởi vì là quá nhiều mẫu xe đẹp đang về, đang có và đang bán tại showroom. Thì các bác, anh, các chị yêu thích, quan tâm chiếc xe nào thì xin vui lòng liên lạc cho em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Nếu có thời gian thì anh chị cứ ghé về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh. Xem xe kênh của Hiền Kim thì các anh, các chị đừng tiếc một nút chia sẻ giúp em ạ. Em chào anh Nguyễn Thuấn ạ. Các bác, các anh, các chị xem kênh chia sẻ giúp em nhé. Em chào chị gái Nguyễn Thị Mận. Em chào anh Cường Đỗ. Anh ơi, City em vừa về anh Mạnh Long ạ. Vâng, tại vì em bị ốm một tuần nay, mất tiếng, cảm, hốt sốt, ho nên là không lên sóng được. Em chào anh Cường Đỗ. Em về Accent 2021 sổ tự động rồi này. Em về thêm Honda City bản RS 2022 này. Rồi phía sau thì em còn Cerato form mới bản Luxury màu đen, màu trắng đầy đủ hết. Để rất là nhiều. Thì các anh, các chị dành khoảng tầm một chút thời gian ghé vào để chúng ta có thể cùng ngắm ạ. Em chào anh Đức Trinh. Em chào anh Trung Phạm Vinh nhé. Các bác, anh, các chị chia sẻ giúp em Hiền Kim. Và đang trên đường về thì em có một chiếc xe Hyundai Santa Fe 2018 máy xăng biển 3.6 ấy, xe rất là đẹp, giá loanh quanh khoảng tầm 800. Và ngày mai em về thêm một chiếc xe Hyundai Accent số tự động màu đỏ nữa. Accent số tự động thì ngày mai em về một chiếc xe 2019 ạ. Em cảm ơn anh Nam Xuân Đỗ nhá. Cảm ơn anh Trần Sơn. Vâng, cảm ơn các anh, các chị. Hôm nay nhiều mẫu xe đẹp lắm luôn cả nhà mình ạ. Nhiều mẫu xe đẹp, mấy hôm vừa rồi cũng rất là nhiều nhưng mà em không lên sóng được. Nhưng mà cứ về mẫu xe nào là khách nhà em đều chốt hết. Và 3 ngày em bán hơn 20 chiếc xe là anh chị biết rồi, khách đông mà không nhập kịp xe luôn ấy ạ. Chiếc xe đầu tiên đấy ạ, các anh các chị cùng nhìn giúp em này. Một chiếc xe này thì quá đẹp luôn. Một chiếc xe Honda City bản RS. Em cái bản RS này từ hộ lần giờ mới lấy được một con này, bởi vì là nhìn cái form nó rất là đẹp nhá. Em chào anh Bao Giờ Phát, em chào các bác, anh, các chị nhá. Anh Thiêm Đình ơi, Cerato bản Luxury em có. Anh chị xem kênh của em Hiền Kim, ủng hộ chia sẻ cho em nhá. Các anh các chị chỉ cần ấn vào nút chia sẻ bên cạnh thôi, ủng hộ chia sẻ giúp em. Và bây giờ em sẽ báo giá những cái mẫu xe đang chào bán tại showroom. Hôm nay mà có hơi khó nghe một chút thì anh chị cũng thông cảm, bởi vì là em mới cũng chưa được hồi phục đâu. Cứ nói một lúc nó lại không thở được. Nên là anh chị thông cảm giúp em. Cảm ơn anh Trần Sơn. Cảm ơn anh chị, anh Hoan Linh. Chiếc xe đầu tiên là chiếc Honda City bản RS 1.5 sản xuất 2022. Chiếc xe đại biển 15 Hải Phòng, mới đi có 6.000 cây số thôi. Mới kính cong như đập hộp luôn ạ. Mới kính cong như đập hộp luôn ạ. Không cần đâu em đọc được. Mới như đập hộp luôn ạ. Xe mới đi có 6.000 cây. Đây là phiên bản đắt tiền nhất, cũng là phiên bản cao cấp nhất của dòng Honda City hiện nay. 2022, xe đi 6.000 cây. Chiếc xe này các anh các chị biết là hộp số 6 cấp. Mà bây giờ cái form mới này, hệ thống điều khiển của nó còn đề nổ từ xa. Có nghĩa là anh chị có chìa khóa bấm ở xa là cũng tự đề nổ rồi. Xe thì như mới luôn, không có một cái gì để chê cả. Em đang chào bán là 595 triệu. Hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Chiếc xe này biển 15 Hải Phòng. Đăng kiểm còn rất là dài luôn ạ. Đăng kiểm còn rất là dài. Xe thì như mới, thiếu một cái thùng nữa thôi. Chiếc xe này thì cũng chưa có một giọt sơn ngoài nào cả. Các anh các chị đang yêu thích dòng xe Honda City, chiếc xe này đăng kiểm phí đường bộ đến còn tháng 10 năm 2024. Em chào anh Tạ Ngơi. Đấy, các bác cùng chia sẻ giúp em Hiền Kim này. Honda City bản RS 1.5. Quá đẹp luôn đúng không nhà mình? Form nó rất là đẹp luôn. Nó đẹp giống như chiếc form nó giống dòng Honda Civic ạ.
giá là 595 triệu. Chiếc xe này em check ở hãng thì bây giờ giá lăn bánh về biển tỉnh là 650, nếu mà về Hà Nội là 670 triệu, nhưng mà đến tháng 8 thì mới có hàng. Cảm ơn anh Trung Phạm Vinh ạ. Nhưng mà với chiếc xe này thì anh chị mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Vậy sàn 3D chủ cũ cũng đá lên đầy đủ hết rồi. Phim cách nhiệt người ta cũng dán lại, phim trong xanh rất là loại xịn này. Xe thì có trang bị màn hình này, đề độ thông minh, điều khiển từ xa này, có camera lùi đầy đủ. Và đặc biệt thì chiếc xe này mức tiêu thụ nhiên liệu của nó thì dao động từ 5 đến 7 lít trên 100 cây. Đấy, quá đẹp luôn ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Lưu. Các bác, các anh, các chị yêu thích chiếc xe Honda City bản RS này thì nhấc điện thoại và gọi cho em Hiền Kim qua số hotline 0978 607 555 nhé. Hoặc có thể đến trực tiếp showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Giá này thì em vẫn có thể thương lượng thêm được một chút nữa. Đẹp lắm cả nhà mình ơi. Cảm ơn chị Nguyễn Lan. Dòng xe này là phân khúc hạng B, nhưng mà sang cái Form City này đời mới này nó rất là rộng rãi. Xe nó rất là rộng, form dáng nó rất là đồ sộ, nhìn nó rất là đẹp luôn ạ. Giá là 595 triệu dành cho các bác, các anh, các chị. Dạ vâng ạ. Em quay chậm một chút nữa để nhà mình có thể các bác vào sau ngắm được luôn. Rất là nhiều các mẫu xe đẹp nhá. Anh chị kiên nhẫn một chút ạ. Hôm nay giọng em Hiền Kim khác đúng không ạ? Một tuần liền em không vắng mặt là bởi vì ốm nằm lay lắt luôn. Anh ơi, 595 anh không mua mới được đâu ạ. Chiếc xe này check ở hãng hiện tại bây giờ là 650 triệu. Là xe lăn bánh về biển tỉnh. Còn về Hà Nội là phải 670 triệu mới có xe nhá, mới có nhá. Và hiện tại ở hãng, tất cả các hãng trên toàn quốc màu trắng đang không có hàng. Bây giờ chiếc xe này 595 triệu thì bây giờ 2022 mới đi có 6.000 cây. Anh chị tiết kiệm được khoảng tầm 70 triệu. Đấy, 70 triệu mà xe mới đi có 6.000 cây thì chúng ta còn phải nghĩ cái gì nữa đúng không ạ? 70 triệu là cũng một số tiền khá là lớn rồi, nó cũng không phải là bé. Nên là anh chị có thể cân đo đong đếm. 595 triệu này em có thể hỗ trợ anh chị là sang tên thuế biển đăng ký thì chúng ta thành thân vào như vậy. Nhưng bây giờ xe mới là 650 thì cũng là đời 2022, anh chị tiết kiệm được khoảng 70 triệu thành thân. Thì chúng ta theo em là tiết kiệm 1 triệu cũng là tiết kiệm. Thì em bán cho các anh các chị nào mà có nhu cầu thực sự và quan tâm thực sự thì chúng ta cứ liên lạc trực tiếp cho em qua số hotline là 0978 607 555. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Honda City bản 1.5 RS 2022 biển 15 Hải Phòng. Xe mới đi có 6.000 cây thôi. Chiếc xe này là hộp số 6 cấp, sang cái thế hệ mới này hệ thống đèn của nó full LED hết. Và kèm theo nữa là tất cả hệ thống điều khiển từ xa, có nghĩa là đề nổ của nó điều khiển từ xa đấy ạ. Ok chưa ạ? Sang ở phía bên này, em còn thêm một chiếc xe cùng phân khúc hạng B cũng mới về. Các anh các chị ơi, xe còn thương lượng ạ. Anh chị có thể gọi trực tiếp đến số hotline của em Hiền Kim là 0978 607 555. Với xe đẹp thì anh chị cứ nghĩ rằng không bao giờ có rẻ đâu. Bọn em mua vào cân đo đong đếm từng nghìn một và bán ra để bảo hành cho anh chị. Bán ra để anh chị có thể về giới thiệu với mọi người là quay lại cửa hàng em mua xe. Vì chất lượng nhà em đều cam kết bảo hành hết và xe đầu vào kiểm tra rất là cẩn thận luôn ấy ạ. Tiếp tục sang một mẫu xe sedan nữa để các anh các chị cùng ngắm nhá. Thêm một chiếc xe đây nữa. Cả nhà chia sẻ giúp em Hiền Kim nhá. Các bác chia sẻ mạnh tay giúp em. Cả nhà vào chia sẻ giúp em ạ. Thêm một chiếc xe nữa là Hyundai Accent. Nếu như anh chị thích sang cái dòng của Hyundai Accent thì chúng ta cùng ngắm qua chiếc xe này. Anh ơi, chiếc City là số tự động chưa ạ? Em đọc bản RS là phiên bản cao cấp nhất rồi, phiên bản đắt tiền nhất của dòng Honda City thì chắc chắn là phải số tự động rồi đấy ạ. Sang đây nữa là một chiếc xe Hyundai Accent số tự động form mới biển 90 Hà Nam. Chiếc xe này sản xuất cuối 2021, đăng kiểm phí đường bộ còn đến năm 2024 mới hết ạ. Xe đi 7.000 cây. Đấy, hôm nay đợt này em lấy được toàn xe đẹp không ạ? Xe đi 7.000 cây, siêu mới, siêu lướt luôn.
Em đang chào bán chiếc xe này là 532 triệu số tự động bản 1.4. Các anh các chị để ý nhá, cái dòng form mới của Hyundai Accent này với cái dòng Honda City ấy. Cái này thì em thực ra là em cũng mới để ý thôi. Cái chìa khóa của nó đây ạ, chìa khóa mà có 4 cái nút này đấy. Bình thường nó chỉ có 3 nút thôi. Bây giờ nó có thêm một cái nút này nữa thì đây là đề nổ từ xa nhá. Có nghĩa là khi chúng ta cầm chìa khóa ở người ấy mà đi xa đến trước, muốn khởi động xe trước thì bấm là nó đề nổ từ xa. Anh Trần Quốc Trí bảo thế thì thêm 70 triệu mua xe mới được mang tiếng mua xe cũ. Thực ra thì nếu mà các anh các chị có tiền thì chúng ta ra quất một con xe mới cũng được. Nói nó khó lắm anh ạ. Nhưng mà là một người nông dân, là một người kinh doanh thì nhiều khi 70 triệu chúng ta có thể để ra kinh doanh được việc khác rất là nhiều. Nói thì đơn giản, có thể là có anh có tiền thì anh bảo là 70 triệu, thêm 70 triệu nữa thì tôi mua một chiếc xe mới. Nhưng với một người có đầu óc tính toán kinh doanh thì một chiếc xe mà người ta vừa mới đi 6.000 cây số, không có một giọt sân ngoài mà tự nhiên tôi mua trên trời rơi xuống tôi được 70 triệu thì cái người có đầu óc kinh doanh, có cái sự tính toán, người ta sẽ có một cái cân đối. Nên là anh yên tâm đi, bởi vì em bán hàng, em bán ô tô đến bây giờ nó 6-7 năm rồi. Bán cho khách cũng nó 6-7 năm nay rồi. Và người mà đã có tiền mua ô tô thì thực sự là các bác anh các chị quá ư là thông thái và thông minh rồi. Người ta có cái sự tính toán rất là giỏi. Nên là em nghĩ là anh hay là em cũng không cần phải dạy các anh các chị tiêu tiền đâu. Bởi vì khi các anh các chị đã có tiền mua ô tô thì cái sự tính toán của các anh các chị còn vượt đỉnh hơn bọn em rất là nhiều. Nên là anh Quốc Trí yên tâm là anh hay là em không cần phải dạy người khác tiêu tiền của người ta, mà người ta sẽ có cái tự tính toán làm sao cho chuẩn anh nhá. Nên là mình cứ lo mình thôi, không phải lo người ta tiết kiệm làm gì cả. Đây, như chiếc Accent này em đang bán là 532 triệu. Anh Nguyễn Đức ơi, dòng Sonet thì hiện tại bên em lại chưa có hàng. Vios em có 2019 bản G số tự động anh ạ. Cerato em còn rất là nhiều, Cerato em còn nhiều lắm, anh chị giữ máy ạ. Chia sẻ giúp em Hiền Kim cả nhà mình nhá. Facebook nó lại mở lại rồi, nên là anh chị chia sẻ giúp em. Chiếc Hyundai Accent này là biển 90 Hà Nam. Biển 90 Hà Nam, xe mới chạy có 7.000 cây số thôi ạ. Em cảm ơn anh Việt Dũng. Anh ơi, Kona lướt hiện tại em hết sạch luôn, hôm nay em chỉ còn Hyundai Tucson thôi. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Hyundai Accent bản 1.4 số tự động. Chiếc xe này sản xuất cuối 2021, xe chạy 7.000 cây, biển 90 Hà Nam, phân khúc xe hạng B. Và em đang chào bán tại showroom cho các anh các chị tham khảo, có giá là 532 triệu. Giá xe này em vẫn có thể thương lượng và lộc lá thêm được một chút nữa anh ạ. Em chào anh Đoàn Ngọc Cảnh nhá, chào các bác anh các chị. Di chuyển sang một chút xe gầm cao ạ. Em còn một đôi Hyundai Tucson màu đỏ và màu đen bản 1.6 turbo. Phía bên này cảm ơn anh Vương Thân ạ. Phía bên này thì em còn một chiếc xe Xpander 2021 này, Cerato số tự động, anh Việt Dũng giữ máy luôn. Em xin phép cả nhà cho em quay 2-3 chiếc xe, 4 chiếc xe Cerato số tự động cho anh Việt Dũng xem qua, và sau đấy em sẽ di chuyển sang dòng xe gầm cao cả nhà mình nhé. Nên là giữ máy giúp em Hình Kim một chút thôi ạ. Cảm ơn anh Tiến Dũng ạ. Đây anh Việt Dũng ơi, tầm 450 triệu mà xe 7 chỗ hả anh? Anh ơi, tầm 450 triệu xe 7 chỗ thì ngày hôm nay em hết sạch rồi. Vì 7 chỗ hôm nay thì em chỉ còn Santa Fe, Outlander, Xpander thôi. Vios thì em có 2019 bản G. Centos thì Quang Huy ơi, Centos thì chưa có. Quang Huy có tham khảo dòng xe Hyundai Tucson không? Thì bên em Hiền Kim có đấy ạ. Các bác chia sẻ ủng hộ cho em Hiền Kim nha, chia sẻ giúp em. Cảm ơn anh Trương Phú ạ. Cảm ơn anh Thắng Béo. Anh Việt Dũng vừa hỏi là Cerato, nếu như form mới bản Luxury thì em đang có màu đen và màu trắng đây anh nhé. Em đang có màu đen và màu trắng. Còn form cũ thì em có màu vàng cát, có màu đỏ và có màu trắng. Anh ơi, Santa Fe thì em đang trên đường về. Cerato số sàn em có một con 2018 chạy 4 vạn đang trên đường về ạ. Anh Ngô Trung Dũng,
Anh ơi, chiếc xe Honda City bản RS, chiếc xe đấy là em đang chào bán là 595 triệu với 2019 giữ máy luôn. Cảm ơn anh Trần Trọng Luyến. Chiếc xe Kia Sedato bản Luxury 2019, em có màu đen và có màu trắng. Chiếc xe này chạy hơn 3 vạn và em đang chào bán là 588 triệu. Đây các bác, anh, các chị cùng ngắm và tham khảo giúp em. Một đôi Kia Sedato form mới bản Luxury. Camry 2014 thì em lại chưa có anh ạ. Bản form mới này thì bình thường nó sẽ có 3 bản nhá. Bản Deluxe là không có ghế điện, không có cửa sổ trời, không có màn hình và vẫn là không có điều hòa tự động. Nhưng sang bản Luxury thì nó có đầy đủ hết và thêm một bản 2.0 nữa. Vios bản G thì giá khoảng tầm 500 triệu anh ạ, 2019 form mới bản đề nổ rồi. Chiếc xe Kia Sedato bản Luxury em đang có hai chiếc này, một chiếc màu đen và một chiếc màu trắng, các anh các chị cùng ngắm và tham khảo luôn giúp em Hiền Kim. Hai chiếc xe này cùng đồng giá là 588 triệu. Có trách nhiệm rút hồ sơ đầy đủ và hỗ trợ banh nếu các anh các chị các bác có nhu cầu cần hỗ trợ qua ngân hàng. Thì bên em sẽ liên kết ngân hàng, chỉ cần hồ sơ các anh các chị là không bị nợ xấu ạ. Ok anh Đoàn Ngọc Cảnh ơi, nếu mà mua thêm nữa thì ủng hộ cho em nhé. Anh đã sử dụng một chiếc xe của bên em rồi. Nếu mà có nhu cầu lên đời hay là cần sắm một chiếc xe nữa cho gia đình thì hy vọng là anh bên nhà em cũng sẽ là sự lựa chọn của anh. Xin đọc lại thông tin của chiếc xe Kia Sedato bản Luxury màu đen cũng như là chiếc xe Kia Sedato bản Luxury màu trắng. Hai chiếc xe này anh chị có thể ngắm luôn ạ. Vâng, em cảm ơn anh Nguyễn Chiến. Cảm ơn anh Tuân Nguyễn. Tất cả xe nhà em bán ra đều có văn bản cam kết. Một là xe không tai nạn, vào đầu, răng, sassi, túi khí, khung sườn, kết cấu của xe. Xe không bị ngập nước, không bị thủy kích, không bị bổ máy, máy số zin, không có tranh chấp, không có phạt nguội và tất cả bên em đều viết ở trong hợp đồng mua bán đầy đủ, giấy cam kết đầy đủ cho các anh các chị. Các anh các chị về đi test, nếu như phát hiện tất cái lỗi mà bọn em ghi như vậy mà anh chị về test mà có bất cứ một lỗi gì, bên em sẽ hoàn tiền 100% và chi phí bên em chịu 100% anh nhé. Em cảm ơn anh Đoàn Ngọc Cảnh ạ. Đây, thêm một chiếc xe Kia Sedato bản Luxury nữa. Chiếc xe này biển 98 Bắc Giang. Cảm ơn Phong Trần. Các anh các chị mà yêu thích kênh của em Hiền Kim thì ấn nút chia sẻ giúp em. Chiếc xe này cùng đồng giá với chiếc xe màu đen ạ. Đấy, anh chị nào thích màu đen em có, thích màu trắng em có. Bên em nếu mà anh chị cần tháng 7 mà mình ngại em ạ, mình muốn đặt cọc xe để sang tháng đầu tháng 8 lấy thì bên em cũng đồng ý nhá. Anh Trương Thanh Hải ơi, vâng ạ. Tại vì là em cũng đã xin phép ngay từ ban đầu rồi, là hôm nay giọng của em nó sẽ hơi khó nghe một chút. Tại vì trước khi mà quay live là em phải táng mấy viên thuốc để giữ hơi. Vì là em ốm một tuần nay còn không thể ngóc đầu lên nổi nữa. Sốt, đau cổ, viêm họng rồi ho. Đêm là ho từ đêm đến sáng luôn. Xong là sốt đến 40 độ. Nhưng mà hôm nay thì đỡ rồi ạ. Vẫn có thể làm việc phục vụ các anh các chị rồi. Like và giới thiệu xe rồi đấy ạ. Tất cả những hai chiếc xe Sedato bản Luxury này là bản 1.6 nhá. Luxury nó là 1.6. Khi em đọc Premium có nghĩa là 2.0. Chiếc xe Kia Sedato màu trắng cũng như chiếc xe màu đen đều là 2019, 588 triệu. Giá này vẫn có thể thương lượng được các anh các chị nhé. Trước khi di chuyển xe gầm cao, em xin phép quay chiếc xe Vios bản G số tự động đấy ạ. Vừa có bác hỏi em là chiếc xe Vios bản G số tự động này. Anh Thanh Bình Cao ơi, bên em có anh nhé. Bình thường ấy thì xe cũ ấy chỉ có rút hồ sơ thôi. Có nghĩa là trách nhiệm rút hồ sơ gốc là thuộc của bên em. Nhưng mà nếu như khách hàng không làm quen sang tên đổi biển thì bên em sẽ có dịch vụ ở tại địa phương của anh chị. Ví dụ anh chị ở Hưng Yên thì em sẽ liên kết ở Hưng Yên. Anh chị ở Hà Nam thì em sẽ liên kết ở Hà Nam và có trách nhiệm làm cho anh chị từ A đến Z ạ. Anh ơi, tầm 400 số tự động thì để em loát một chút là hôm nay có con nào không nhá.
Cảm ơn anh Nguyễn Chủ ạ. Cả nhà các anh các chị chia sẻ giúp em. Accent 2021 có đấy anh ơi, Xpander em có, giữ máy luôn giúp em ạ. Thêm một chiếc xe Vios bản G số tự động giá 505 triệu đây ạ. Cuối 2019 xe thì quá đẹp luôn rồi. Cuối 2019 xe mới đi có 3 vạn thôi, 505 triệu. Có trách nhiệm rút hồ sơ đầy đủ cho các anh các chị. Bác nào vừa hỏi em Vios, xin lỗi bởi vì em chỉ còn duy nhất một chiếc màu trắng là Vios này thôi. Em không like lên sóng bình thường nhưng mà trên fanpage của em và trên YouTube thì vẫn cứ cập nhật danh sách xe về nhé. Thái Nguyên em vẫn làm được trả góp ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Tình. Anh ơi chiếc xe này Vios đời mới đây, rất là đẹp luôn. Anh ơi Vios G ạ, G anh nhá, G là phiên bản cao nhất đấy ạ. CV bản E thì em lại không còn rồi. Cảm ơn anh Nguyễn Tình. Cảm ơn anh Khắc, anh chị Khắc Tiệp Khánh Huyền. Mazda em hết sạch rồi anh ạ. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Toyota Vios bản G số tự động 1.5 sản xuất 2019. Em đang chào bán tại showroom có giá là 505 triệu. Có trách nhiệm rút hồ sơ đầy đủ và hỗ trợ banh ngân hàng nếu các anh các chị các bác yêu cầu. Di chuyển sang một chút xe gầm cao nhá. Từ nãy giờ em cũng quay 4 đến 5 mẫu xe sedan rồi. Cerato màu đỏ em có anh Vũ Văn Dũng ạ. Em có 2018 màu đỏ, có Elantra màu đỏ. Nhưng mà em xin phép cả nhà cho em di chuyển sang một chút xe gầm cao. Anh ơi 7 chỗ em có đấy. 7 chỗ em có Xpander, Outlander. Chiếc Sorento hôm nay thì em bán full tiền mặt khách ở Lào Cai lấy rồi. Đây, di chuyển sang một chiếc xe gầm cao này. Nhưng mà các bác phải chia sẻ giúp em miền Kim cơ. Cả nhà chia sẻ giúp em. Ước dạ anh ơi, ví dụ nhá, một con xe mà tầm 500, em like 500 ấy, hoặc là 520, bao rút hồ sơ thì thường thì giá đấy thì em sẽ làm sang tên luôn cho các anh các chị. Hoặc là em bớt cho anh chị khoảng tầm 10 đến 12 triệu về mình làm. Nhưng mà đa số thì nếu mà giá đăng thì em có bớt mà, lúc nào em cũng bớt hết chứ không bao giờ là bán nói 10 là bán 10 đâu. Giá bao rút hồ sơ thì em có bớt thêm. Hoặc là nếu anh chị không cần em bớt mà muốn mà cái giá đấy em làm cho anh chị sang tên đổi biển cũng được thôi ạ, không sao ạ. Em bị đâu cái cổ họng của em nó kém, lại bị trào ngược dạ dày, ôi rồi lắm bệnh lắm các bác ạ, khổ cơ. Đến lúc ốm mới biết sức khỏe nó là quan trọng. Dạ vâng anh Vũ Đức Thắng. Tiếp tục đây ạ, các bác anh các chị hỏi em là Xpander số tự động có không? Thì thực ra là Xpander số tự động màu trắng mà biển 34 hôm xưa em về đấy, là em bán luôn về Hòa Bình khách lấy full tiền rồi. Còn bây giờ em về thêm một chiếc xe này nữa, cũng là Xpander 2021 số tự động, xe mới chạy có 1,6 vạn thôi. Thì các bác anh các chị yêu thích dòng xe 7 chỗ. Dạ vâng anh Tâm Nguyễn. Các anh các chị yêu thích dòng xe 7 chỗ số tự động bản 1.5 mà muốn tiết kiệm nhiên liệu thì chúng ta sở hữu qua chiếc xe này giúp em nhé. Tham khảo ạ, xe này sơn zin còn cả xe luôn các bác ạ. Xe mới về luôn này, mới chạy có 1,6 vạn thôi. Lốp còn theo xe đầy đủ, sổ bảo hành đầy đủ, full lịch sử hãng. Các anh các chị cùng ngắm giúp em. 615 triệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu dòng xe này thì có rơi vào tầm từ 6 đến 7 lít thôi ạ. Bây giờ xăng hạ rồi nên là cả nhà mình cứ yên tâm thôi. Sau dự kiến là còn giảm xuống thêm 3.000 nữa cơ mà. Nó chắc là sẽ dao động khoảng tầm 22-23.000. Nên là yên tâm sở hữu ô tô thôi cả nhà mình ạ. Xpander đây ạ. Bác nào vừa hỏi em Xpander có luôn nhá. Mitsubishi Xpander, xe nhập khẩu Indonesia 2021 này á, là bản nhập khẩu nhá. Nhưng mà nó có cuối 2022, nó có cả 2022 này, bây giờ có xe lắp ráp rồi đấy ạ.
Nhưng mà phiên bản nhập khẩu thì cứ gầm bệ bao giờ nó chắc chắn hơn. Xe mới trẻ có 1,6 vạn thôi ạ. Trang bị màn hình đầy đủ hết rồi, camera lùi đầy đủ hết rồi ạ. 7 chỗ số tự động bản 1.5. Em đang chào bán là 615 triệu. Xe bao lỗi 100% luôn ạ. Bao test kiểm tra thoải mái anh chị nhá. Bảo hành 100%. Em chào anh Phong Sương. Anh ơi, dòng Atis và i10 thì bên em lại hiện tại đang không còn chiếc xe nào ạ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Mitsubishi Xpander bản 1.5 2020. Xe nhập khẩu 2021, em xin lỗi cả nhà. Chiếc xe này là 2021. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và bên em đang chào bán tại showroom là 615 triệu. Giá này vẫn có thể lộc lá thương lượng được thêm được một chút nữa. Anh chị có thể đến xem rồi là làm giá trực tiếp bên showroom em nhé. Cảm ơn anh Phong Trương. Anh ơi, Civic em có một đôi xe Hyundai Tucson. Honda City giữ máy giúp em, hiện kim sẽ like lại luôn ạ. Một đôi xe Hyundai Tucson đều bản turbo. Con 2.0 đặc biệt 2016 thì em bán rồi. Cảm ơn anh Nguyễn Thọ Trình. Chiếc xe này là Hyundai Tucson đấy ạ. Các bác nào quan tâm, hai chiếc xe này là cùng đời này, cùng 2018, cùng phiên bản 1.6 turbo và xe chạy hơn 5 vạn. Chiếc màu đen thì biển 98, còn chiếc màu đỏ này thì biển 49 Lâm Đồng. Thì anh chị cứ tham khảo xem là mình đang yêu thích cái màu nào thì chúng ta thử đến xem, trải nghiệm. Dạ được, Việt Côn ơi, Việt Côn đến trực tiếp showroom của bên mình đi, hoặc là gọi đến số hotline đi 0978 607 555. Mua bán trao đổi thoải mái mà, cứ xe đẹp không lỗi là bên em nhật hết ạ. Đây, các bác vừa hỏi em là chiếc xe Hyundai Tucson bản turbo này. Anh ơi, bán tải hiện tại em hết anh Bằng Nguyễn ạ. Bán tải hiện tại em hết sạch luôn. Em nói một lúc mà chóng mặt đấy. Like một lúc mà thấy chóng mặt thì các anh các chị thông cảm nhé. Nếu mà một lúc nữa thì em xin phép nhé. Nhưng mà tranh thủ vẫn nói được thì em cứ lên sóng. Chiếc xe này là bản 1.6 turbo 2018. Hệ thống đèn bi đôi đầy đủ này. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Em đang chào bán là 815 triệu. Xe quá đẹp luôn ạ. 815 triệu cho chiếc xe Hyundai Tucson. Màu đen màu đỏ đồng giá nhau nhá. Bản 1.6 turbo ạ. Mọi người nhìn có rõ không ạ? Kênh các chị xem like có được rõ không cả nhà mình ơi? Ok giúp em Hiền Kim cái. Tại vì em thấy hình như mạng nó lát lát kiểu gì ấy. Kênh các chị nhìn có được rõ không ạ? Cảm ơn anh Tra, anh HP nhá. Này, có cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Sâm, các anh các chị, anh Huy Lương Công, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh Vi Nguyễn Tuấn ạ. Cảm ơn anh Thắng Béo. Cảm ơn anh Vũ Văn Dung, cảm ơn các anh các chị, cảm ơn anh Vũ Mạnh ạ. Đây, chiếc xe này thì đã có màn hình Android rồi. Cảm ơn anh Nguyễn Lưu. Accent ok anh Bạch Đạt. Cảm ơn anh Lã Thanh ạ. Cảm ơn anh Trần Cường. Hai chiếc xe này thì option nội thất như nhau nên là em chỉ cần quay một chiếc thôi nhá. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Hyundai Tucson bản 1.6 turbo. Chiếc màu đen này và chiếc màu đỏ thì cùng đời cùng phiên bản như nhau. 2018 và em đang chào bán tại showroom là 815 triệu. Có trách nhiệm rút hồ sơ đầy đủ và nếu như các anh các chị cần hỗ trợ qua ngân hàng thì em sẽ liên kết ngân hàng hỗ trợ cho anh chị nhé. Cảm ơn anh chị Hải Nam, cảm ơn các bác các anh các chị rất là nhiều. Anh chị Hoàng Thu Hằng ơi, một đôi Tucson này là 815 triệu bởi vì đây là phiên bản 1.6 turbo. Em chào anh Lai Võ, em cảm ơn anh Văn Dũng ạ. Vừa bác nào hỏi là anh muốn xem Hyundai Accent thì em đang có chiếc xe này là 2021 số tự động bản 1.4 và chiếc màu trắng thì số sàn.
Anh Công Tạo ơi, Xpander số tự động 2021 em vừa like qua đấy ạ. Chiếc 2021 em vừa like qua đấy anh. Con đấy em đang bán là 615 triệu anh ạ. Ôi mệt quá, một lúc mà em chóng mặt luôn đấy. Đây thêm chiếc Hyundai Accent. Bác nào vừa hỏi em này, chiếc xe này là 2021 ạ, xe số tự động 1.4. Vâng anh Công Tạo ơi, anh giữ máy giúp em Hiền Kim, em sẽ like lại cho anh luôn, anh giữ máy giúp em nhé. Chiếc xe này là Hyundai Accent dành cho các bác vừa hỏi đây. Xe mới đi có 7.000 cây số thôi, số tự động, biển 90 Hà Nam. Em đang chào bán là 532 triệu. Còn sang ở phía này là chiếc xe Hyundai Accent số sàn. Đây là chiếc số sàn các bác nhá, 2019 bản đủ. Em đang chào bán là 428 triệu. Đấy. À, sang ở phía đây thì em còn Elantra số tự động này. Đấy, Elantra số tự động form mới. 2019 bản 1.6 GLS. Em có cả 17 màu trắng nữa, có cả K3 màu đỏ nữa. Thì anh chị giữ máy luôn. À, như chiếc xe này thì em đang chào bán tại showroom là 588 triệu. Xe thì quá đẹp đúng không ạ? Em có đăng tải chi tiết cụ thể trên trang fanpage của em ấy. Thì anh chị có thể ghé trao showroom của em hoặc là xem ở trên kênh nhé. Rất là chi tiết cụ thể luôn. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Honda Hyundai Elantra. Em đang chào bán tại showroom là 588 triệu. Sang ở phía bên này, Elantra đây anh Đặng Văn Thìn ơi. À, một chấm, bạn Hoàng Thông Hoàng có hỏi 1.4 được hiểu là gì. Mình đọc 1.4 có nghĩa là động cơ. Ví dụ như chiếc Honda City bản RS này, động cơ của nó là 1.5 thì mình sẽ đọc 1.5. Ví dụ chiếc Elantra bản 1.6 GLS này thì nó là động cơ 1.6. Và chiếc Hyundai Accent này 1.4 thì có nghĩa là động cơ máy của nó là 1.4. Đấy. Nhưng mà cũng có những dòng, ví dụ như dòng Hyundai Tucson này thì nó là 1.6 turbo tăng áp. Nó là cùng 1.6 nhưng nó là đặc biệt là 1.6 turbo tăng áp. Thì nó bản cao cấp nhất nên là để phân biệt được ạ. Anh Công Tạo ơi, chiếc xe ở đây ạ. Mazda CX-5 em chưa có ạ. Cho em dừng, em uống một ngụm nước nhá. Mọi người giữ máy giúp em một chút. Anh Công Tạo vừa hỏi em là Xpander này. Đợi giúp em một chút, tại vì em thấy hơi mệt, đang không thở được. Cả nhà thông cảm bởi vì là em mới ốm dậy ấy, cũng nói ngay từ đầu rồi. Kiểu chưa hồi được sức ấy, mình mất sức nhiều quá, mình ốm một tuần liền. À, sốt không ngủ được, đêm ho nhiều không ngủ được, cái này là mình yếu hẳn người đi. Lại bị chạo thêm chứng là trào ngược dạ dày nữa nên là rõ là khổ. Anh Hoàng Tuấn ơi, City RS anh giữ máy giúp em Hiền Kim 1 phút thôi. Em quay nốt chiếc Xpander cho anh Tạo xem nhé. Cho anh Hoàng Tuấn xem luôn chiếc Honda City. Anh Văn Tạo ơi, chiếc xe này thì là biển 38 này. À, không phải biển 38, em không nhớ biển đâu, tự nhiên quên đấy. Xe mới đi có 1,6 vạn thôi. Dạ vâng anh Nguyễn Văn Phát. Xe mới đi có 1,8 vạn thôi, 1,6 vạn thôi. Em đang chào bán tại showroom có giá là 615 triệu. Xe thì không có một giọt sơn ngoài nào anh ạ. Đẹp lắm. Số tự động 7 chỗ, 1.5, xe nhập khẩu nguyên chiếc anh nhé. À, anh tích cho em một tin nhắn, lát nữa em gửi hình ảnh video cho anh. À, sang đây là chiếc Honda City bản RS này, anh Hoàng Tuấn vừa hỏi này. Xe này thì mới đi có 6.000 cây thôi anh ạ. Em đăng rất là chi tiết ở trên fanpage rồi. Biển 15 Hải Phòng. Đăng kiểm phí đường bộ còn đến tháng 10 năm 2024 cơ ạ. Xe mới lăn bánh, em check ở hãng canh, các chị báo cho em là đây là chỗ quen, người ta trừ chiết khấu rồi là 650 là lăn bánh về biển tỉnh, 670 là về thành phố. Với chiếc xe này em đang bán là 2022. Bản RS là bản cao nhất anh chị nhá. Hộp số 6 cấp mà điều khiển từ xa đấy ạ. Chiếc xe này em đang bán là 595 triệu ạ. Và buổi báo giá hôm nay thì
Em xin phép dừng tại đây tại vì em hơi chóng mặt nên là các anh, các chị, các bác hết sức thông cảm giúp em. Và hẹn mọi người trong buổi báo giá chi tiết vào tối ngày mai. Nếu mà cần thông tin xe gì cứ nhắn tin. Cảm ơn tất cả các anh, các chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.